Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa An Lạc Thủ Đức. Kính bạch trên chư tôn thiền đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành trong cái khóa tu An Lạc một ngày của chùa An Lạc luôn, cho nên là được ban tổ chức thỉnh mời tạo điều kiện để cho quý thầy về đây chia sẻ cho quý vị những cái thời pháp. Quý vị biết là ở trên đời này, nếu mà nói mà để sở hữu thì chỉ có pháp bảo là quý giá nhất thôi. Chứ còn chúng ta sở hữu tất cả những cái thứ gì trên đời này thì nó cũng tạm thôi. Ví dụ như chúng ta còn ăn được thì cơm gạo nó quý. Chúng ta còn xài được thì tiền nó quý. Chúng ta còn sống được thì hơi thở nó quý. Chúng ta còn mà đi đó đi đây được thì là cái sức khỏe nó quý. Chứ mà một mai, mai một, một mai không còn thở nổi, không còn đi nổi, không còn ăn nổi, tất cả trở nên vô nghĩa. Cho nên cái gì nó cũng mang tính tạm thời thôi, chứ nó không phải là nó mãi mãi thời gian với mình. Chỉ có pháp. Pháp là gì? Pháp là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho chúng sanh và đưa chúng sanh từ bờ mê đi sang bến giác. Pháp có công năng như vậy. Và pháp là có công năng hiện tại làm cho mình được an vui, tương lai làm cho mình được an vui, được giác ngộ, giải thoát, vĩnh viễn không còn đau thương, sầu thương, oán giận trong những nẻo sanh tử luân hồi. Pháp sẽ có giá trị như vậy. Cho nên khi mà chúng ta là học pháp là chúng ta phải tìm ra được cái cách thức, tìm ra được một cái con đường để mà mình hành trì đúng với những lời Đức Phật dạy. Tại sao chúng ta hành đúng lời Đức Phật dạy? Tại vì khi chúng ta hành đúng lời Phật dạy mới đem được cái kết quả cao nhất. Tại vì Đức Phật là bậc toàn tri, tức là Ngài biết hết, Ngài là bậc toàn trí, Ngài thông hết, Ngài là toàn giác, là Ngài tỉnh thức hết. Cho nên Đức Phật dạy thì là không bao giờ sai. Và nếu chúng ta thực hành đúng những lời Đức Phật dạy thì thiết thực đem lại hạnh phúc cho mình đời này và những đời sau. Cho nên khi mà mình hành pháp, học pháp, hành pháp nó đúng theo lời Đức Phật dạy vậy đó, thì nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người xung quanh và lợi ích cho cả hai đời này, đời sau và những đời kế tiếp. Cho nên cái người mà có trí tuệ á, người ta đem một cái bài toán ra để chọn lựa, để so sánh á, thì cái nào quý nhất thì người ta đưa vào ưu tiên 1, cái nào quý nhì thì đưa vào ưu tiên 2, cái nào quý 3 thì đưa vào ưu tiên 3. Cho nên là cái thứ tự ưu tiên đối với người tu tập mà có trí tuệ là học pháp và hành pháp đem lên hàng đầu. Còn chúng ta làm ra của cải vật chất để tạo ra cuộc sống này nó rất quan trọng, nhưng nó sẽ hạn kế cạnh một bên chứ không phải đưa lên hàng đầu. Tại sao? Tại vì của cải vật chất nó không bền, không chắc, tạm bợ, phù du. Cho nên nó chỉ có duyên với mình khi mà chúng ta có duyên với nó. Còn hết duyên rồi thì nó cũng phỏng tay của mình mà ra đi thôi. Cho nên học pháp, hành pháp đó là nhiệm vụ, đó là con đường. Nếu chúng ta có trách nhiệm với bản thân mình thì nên học pháp và hành pháp. Nếu chúng ta có nhiệm vụ đối với gia đình mình cũng nên học pháp và hành pháp. Chúng ta có sứ mạng đối với tất cả chúng sanh thì chúng ta cũng nên học pháp và hành pháp. Đó, nên đạo tràng của mình thường hay thấy cách này tu dữ lắm. Tức là tháng tu tới 6 lần. Còn chưa nói tới tu lẻ tẻ nhà đó đó. Tu sĩ là 6. Còn tu lẻ tẻ chưa tính. Tu lẻ chưa tính. Nên đạo tràng mình tu rất là nhiều. Nhưng mà tu nhiều thì là một việc tốt. Mà tu nhiều là việc tốt. Tu nhiều là gì? Nhiều lần và tốn nhiều thời gian và nỗ lực rất nhiều.
nhiều lần là lặp đi lặp lại, tốn nhiều thời gian là trong một ngày lấy bao nhiêu thời gian để tu, còn nỗ lực là mình có gắn hết sức mình hay không. Có ba cái đó mình được gọi là tu nhiều. Tu nhiều là rất tốt nhưng không phải là tốt nhất. Tốt nhất là tu làm thế nào mà được khai tâm mở trí mới là tốt nhất. Còn tu nhiều là rất tốt. À, ai tu nhiều là rất tốt cho 10 điểm. À, còn ai tu quá, khai tâm mở trí là xuất sắc, là ngoại hạng, là có nhiều điểm cho hết. À, tức là người nào tu được khai tâm mở trí đó, à, thì có nhiều điểm mình cho hết. À, còn cái người nào mà tu tốt á, thì là cái người đó là được 10 điểm đó. Đạo tràng mình á, nếu mà theo như á, thầy là ban giám khảo ha, chấm 10 điểm hết. Nhưng mà chưa có cho điểm hết đâu. Cho điểm hết á là phải khai tâm mở trí. Tại vì á là trong cái thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ triền miên khói lửa từ kiếp này sang kiếp khác, đó là chỗ không có biết nhận thức, có nghĩa là chỗ vô minh đó. À, mà vô minh nó ngược với trí tuệ. À, vô có nghĩa là không, minh là sáng, không sáng là tối, tối hù, tối mù, tối mò, tối đen, tối mờ, tối mịt, tối ôm. Tức là không sáng mà, thì tâm mình nó tối. Mà tâm tối thì không thể nhận thức ra được. Mà không thể nhận thức ra được á, thì làm tầm bậy không. Mà làm bậy không tội lỗi ngập trời. Làm bậy không á, thì là phiền não tăng giọt. Mà phiền não tăng giọt, vô minh càng tăng, khổ càng nhiều. Cho nên làm gì làm cũng phải khai tâm, cũng phải mở trí cho mình có trí tuệ. Nếu mà mình đạt tới trí tuệ mà thâm sâu rồi đó, thì lúc đó cuộc sống mình đó, nó vừa hạnh phúc vừa an lạc. Có phước á, thì là chúng ta chỉ được hạnh phúc thôi, chứ không được an lạc. À, mà khai tâm mở trí mới được an lạc. Nên vừa có phước, vừa khai tâm mở trí, thì vừa hạnh phúc mà vừa an lạc. Cái hạnh phúc với an lạc nó khác nhau. Hạnh phúc là sự sung sướng đối với cảnh của dục giới. Còn an lạc là sự viễn ly đối với các pháp ràng buộc. Hai đó nó khác nhau nha. An lạc là viễn ly tất cả các pháp ràng buộc. Còn hạnh phúc là chúng ta có phước hưởng được những cái điều mà chúng ta vừa ý vừa lòng chúng ta thích, chúng ta được hạnh phúc. À, nên á, bây giờ mình muốn hạnh phúc, muốn an lạc. À, muốn an lạc hả? Vậy thì có nhiều cái hạnh phúc mà đem đi vô chùa an lạc hết đi. Tức là cuộc sống mình đó, cái điểm cuối cùng của mình đó là được an lạc, giải thoát khỏi tất cả phiền não. Trên đường đi là được hạnh phúc để tu. Trên đường đi á, là phải hạnh phúc để tu. Nhưng mà điểm cuối cùng mình đến là điểm an lạc Niết Bàn. À, cái đó là đến điểm cuối cùng. Nhưng mà mình không có điểm cuối cùng á, mình chỉ an lạc trong những cái khoảnh khắc thôi, chứ không thể mình an lạc mãi được. Tại vì mình an lạc những khoảnh khắc, có nghĩa là lúc đó trí tuệ mình bừng khai thì mình được an lạc. Nhưng mà lúc bị phiền não á, các đầu trí tuệ nó giảm xuống, cái mất sự an lạc đi, thấy không? Như vậy á, thì đời sống của mình có đầy đủ cái này cái kia hưởng thụ á, thì chúng ta được hạnh phúc. À, còn chúng ta được viễn ly tất cả pháp ràng buộc thì chúng ta được an lạc. Như vậy thì mình làm sao để có điều này, thì nó phải có một cái yếu chỉ mà mình tu tập, hoặc là yếu chỉ thành hành thiền, hoặc là yếu chỉ tu tập. À, ở đây chúng ta dùng yếu chỉ tu tập đi, nó sẽ hay hơn. Nên vào buổi chiều hôm nay, nhân cái khóa tu an lạc của mình, thầy chia sẻ cho quý vị về vấn đề này, đó là yếu chỉ tu tập khai tâm mở trí. Mình khai á, khai tức là giống hệt như mình có cái đám ruộng, cái mình khai nước vào là mở con đường để mình khai cho nước vào, phải không? Còn mình mở là gì? Ví dụ cánh cửa đó nó không có thông, mình mở cửa ra, đục đá đục núi đó, mình mở cửa ra để cho nó thông. Như vậy khai tâm mở trí là một cái từ lấy sự mà diễn lý để cho chúng ta có thể nhận thức được cái mà chúng ta chưa bao giờ nhận thức. Bây giờ á, là mình trước khi á, mình muốn biết á, khai tâm mở trí để làm gì á, thì chúng ta á, phải biết á, là cái trí tuệ nó là cái gì, và kiến thức nó là cái gì, rồi á, là tri thức là cái gì, cái đã. Ví dụ như á, mình có cái thức nha, kiến thức nha, tri thức nha, trí tuệ. Bốn cái loại này mình phải phân biệt được.
Nha, thức là gì? Thức là ai nói không phải ngủ vậy? Thức là không phải ngủ hả? Ờ đúng 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 đúng, thức là không ngủ. À, cái đó để về nhà đi, còn ở chùa thức là thức khác nha. Thức có nghĩa là cái biết của chúng sanh hữu tình đối với những cái cảnh xung quanh. À, ví dụ như mình là chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là tình trần là tâm. Trong A Tỳ Đàm định nghĩa thì là tâm là gì? Là cái biết cảnh. Như vậy thì cảnh xung quanh mình có 5 cảnh: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. À, tức là màu sắc, hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị, đắng cay, chua chát. Xúc là cái gì có thể xúc chạm vào thân mình được thì đó gọi là xúc. Ví dụ như gió, nóng, lạnh, vật chất, tất cả cái đều xúc chạm được. Thì chúng ta có 5 cái cảnh xung quanh. Thì 5 cảnh đó gọi là ngoại xứ. Còn mình á, cái mà để thâu nhận 5 cảnh đó thì gọi là nội xứ, là 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là nội xứ. Như vậy nội xứ nó mở ra, nó thâu ngoại xứ đi vào thì lập tức sanh ra cái biết, cái ngoại xứ đó, biết đó chính là thức. Ví dụ như á, nội xứ mình là mắt. À, mình thâu cái hình ảnh vào, thâu hình ảnh vào mắt, lập tức nó sanh ra cái biết cái hình ảnh đó thì gọi là nhãn thức. Nhãn thức là cái biết của con mắt đối với cảnh sắc. À, đó là nhãn thức. Thì giống như vậy, nhĩ tỷ thiệt thân nó cũng y như vậy, để chúng ta biết cái xung quanh. Vì thức là cái biết. Nếu ai mà không có thức thì chúng ta sẽ không có biết cái gì cả. Mà một thức chỉ biết có được món, 5 thức biết 5 món. À, như vậy chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nhãn thức là cái biết của con mắt, nhĩ thức là biết của lỗ tai, thiệt thức á, là cái biết của lưỡi, tỷ thức là biết của mũi, thân thức là cái biết của thân. À, còn cái cuối cùng nữa đó là cái ý thức, là cái thức thứ 6, là biết được tính chất của tất cả cái 5 cái thức kia. 5 cái thức kia là biết được hình tướng, còn ý thức sẽ biết được tính chất của tất cả cái mà do 5 thức kia nhận định. À, đó gọi là thức thứ 6. À, như vậy á, thức là gì? Thức là cái biết cảnh. Còn bây giờ á, chúng ta lại nói tới kiến thức. Đó, nó cũng là thức, thấy không? À, chúng ta nói kiến thức. Kiến thức là gì? Là cái mà chúng ta được học khi chúng ta xuất hiện ở thế gian này. Ví dụ như á, chúng ta thể học trên ghế nhà trường, có thể học trên internet, có thể học qua bạn bè, có thể học qua ở ngoài đời, có thể học qua sự trải nghiệm của mình đã kinh qua điều đó, chúng ta học được những cái bài học kinh nghiệm. Cho nên người ta nói là thất bại là mẹ thành công là gì đó. À, thất bại là mẹ thành công, tức là chúng ta học được cái bài học cảnh giác, bài học để chúng ta tránh về sau. Nhưng mà mẹ thì ít ít mẹ thôi, chứ nhiều mẹ quá rồi là không có khổ lắm. Tại sao? Tại thất bại là mẹ thành công, thất bại hoài mẹ nhiều quá, phải không? Cho nên mẹ ít ít thôi, nên thất bại ít ít thôi, còn chịu được thất bại nhiều quá là gọi là bẹp luôn sao sống. Cho nên á, là kiến thức là những cái mà chúng ta học được ở trong cuộc sống này, đó là kiến thức. Và khi á, chúng ta á, là đổi cái kiến thức đó sang cái làm lợi ích cho cái cuộc đời này bằng những kiến thức đó, không bao giờ là người ta học kiến thức mà làm lợi ích cho cuộc đời được đâu. Mà có những người, người ta đổi cái đó, vận dụng quán đổi cái đó để làm lợi ích cho cuộc sống. Bây giờ ví dụ như ha, là chúng ta học diện tích của hình tròn là bình phương bán kính nhân bi. Ví dụ như đó kiến thức, phải không? Kiến thức là diện tích hình tròn. Nhưng mà bây giờ á, thầy Thiện Tệ làm cái hồ để trồng sen, nó tròn vo vậy đó. Bây giờ kêu mình ra, anh đo cái hồ đó diện tích nhiêu để thuê thợ. Thợ nó nói là ăn mét vuông 2 triệu. Cái hồ á, ăn mét vuông 2 triệu. Bây giờ tính tiền, kêu anh giùm anh ra đo giùm coi. Rồi ngoài đo từ sáng tới chiều, hỏi diện tích nhiêu, con không biết. À, rồi xong rồi đó. Như vậy á, thì mình học là bình phương bán kính nhân bi, bi 3,14. Như vậy thì mình ra mình đo đạt, sau đó mình tính được diện tích của hình tròn đó. À, thấy không? Như vậy đó là tri thức, chứ không phải là kiến thức. Kiến thức là bình phương bán kính nhân bi đó, nhưng mà tri thức là chúng ta đo được diện tích thực tế ở trên đời sống này nè, là mình biết được đó là tri thức. Vận dụng kiến thức vào trong cuộc đời, làm lợi ích cho cuộc đời, đó là tri thức. Thấy không? Như vậy á, thì thức, kiến thức, tri thức là gì?
là những cái biết ở trong đời sống này, để phục vụ cho mình tồn tại trong đời sống này thôi. Và có một cái loại thức nữa gọi là siêu thức, đó là trí tuệ. Như vậy thức á, thì biết được cái gì? Thức là biết được những cái gì thuộc trong đời sống này thôi. Còn là siêu trí tuệ, tức là siêu thức á, là biết được cái tánh của nó phía dưới, cái bản chất của nó phía dưới. Còn mà thức chỉ biết được cái hình ảnh, biết được cái màu sắc, cái hình ảnh, cái ở bên ngoài thôi, gọi là tục đế đó, tức là những cái quy định của thế gian thôi. Chứ là thức nó không biết được về bản chất của pháp, tức là cái mà không hình, không tướng, không nhìn thấy gì hết á, nhưng nó vẫn tồn tại. Đó là bản chất của pháp, là tánh của tất cả các pháp. Pháp là gì? Pháp là tất cả. Ví dụ như mình nói cái bàn này, cái bàn là pháp. Cái ly này là cái ly này là pháp. Bông sen này là bông sen này là pháp. Nói tới suy nghĩ là suy nghĩ là pháp. Pháp là người ta đang nói tới tất cả. Như vậy thì những cái gì mà không đặt, không để, không chế định, không đặt ra, mà nó có ở trên đời này, mà chúng ta biết được nó, thì đó chính là trí tuệ. Trí tuệ là con mắt, ví dụ như 1, 2, như mắt thứ 3 đi. Trí tuệ là mắt thứ 3, nhìn thấy được tất cả các pháp nó ẩn tàng ở phía bên trong, mà thức không thể biết. Thức mình không thể biết, thì đó được gọi là trí tuệ. Vì trí tuệ, nếu người nào mà có trí tuệ thì người đó không có bị phiền não. Người nào không có trí tuệ, người đó bị phiền não. Tại sao? Tại vì không có trí tuệ, chúng ta biết cái đó, thì cái biết đó ở trong nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến giải có nghĩa là chúng ta hiểu biết về nó như thế nào. Mà hiểu biết về nó là một loạt cái, là bằng thức nè, bằng kiến thức nè, bằng tri thức nè, chúng ta biết được nó. Thì chúng ta biết được nó là kiến giải. Và sau khi biết được nó thì lập tức có một sanh tâm để sanh ra sau khi biết đó. Bây giờ ví dụ nha, hồi nãy có người đi ngang bịt khẩu trang, mình đâu biết là ai đâu. Cái mình kêu cô Phật tử á, là nhìn cô đó coi ai vậy, là không biết. Nên nó cổ tâm của bình thường lắm. Một chút cô kia vừa đi quẹo đây, cởi khẩu trang ra một cái, một tự nhiên á, cổ nổi máu lên. Trời ơi, máu dưới này có nhiều nổi lên hết. Ai già vợ bé của ông chồng cổ. Vậy thì hồi nãy đi ngang cổ không biết, cổ có nổi máu không? Không phải không? Bây giờ biết mới nổi máu phải không? Như vậy biết cái đó là gì? Là kiến giải đó. Tức là chúng ta biết, nó không phải là đơn giản đó, mà là tổng hợp tất cả cái biết là về người đó. Tức là mình kiến giải về người đó, là mình hiểu người đó như thế nào, thì cái đó mới sanh tâm. Mình hiểu không? Tức là sau cùng của cái biết lại kiến giải đó, thì cái đó mới sanh tâm. Như vậy thì mình biết đúng thì kiến giải đúng, biết sai kiến giải sai sai. Nó như thế này mình biết như thế kia thì gọi là tà kiến. Còn nó thế này mà không biết nó thì gọi là vô minh. Vô minh có mà không biết, có mà không thấy, có không biết gọi là vô minh. Mà nói như thế này, biết như thế kia thì gọi là tà kiến. Ví dụ người này á rất là đẹp trai vậy mà nói xấu. Người này rất là thông minh mình nói ngu. Còn á là ở đây rất vui mà mình nói có gì không vui. Còn ở chỗ á mà rất khổ mà mình nói vui. Ví dụ như đi chùa nè, người ta rất là vui, có ở đâu vui, chỗ đi không đi. Đó, thấy không? Tà kiến không? Chỗ người ta chùa người ta giải thoát giác ngộ vui chết luôn á, kêu đi thôi có ở đâu đi. Nhưng mà chỗ đi nhậu quá, thấy chưa, ngủ đi cái đi liền. Thấy mình thấy cả tà kiến mà nói nhỏ nhỏ chùa đi ra ngoài đón đường mình. Do đó mình thấy không, cái chỗ vui á thì người ta thấy buồn, mà chỗ buồn người ta thấy vui. Cái đó là người không thấy được sự thật của pháp. Sự thật nó đâu phải như vậy, nhưng mà mình thấy như vậy thì cái đó gọi là tà kiến nha. Còn mà nó tồn tại mà mình không thấy không biết gì hết thì đó được gọi là vô minh. Cho nên á, tà kiến và vô minh nó là anh em gần guộc với nhau. Ông sanh trước, ông sanh sau thôi à. Vô minh có mà không thấy, tà kiến thấy thấy tầm bậy. Do đó mà có mà không thấy và thấy thấy tầm bậy. Cho nên mình bắt buộc phải nhận thức. Nhận thức trên cái không thấy. Bây giờ ví dụ nha, có cái hầm ở ngay chân cửa đi vô mà mình không thấy. Mình bắt buộc phải đi ngang. Vậy đi làm sao? Sụp hầm. Đúng không? Như vậy là vô minh là
ở dưới này đầy gai gốc ta bà, đầy gai nhọn, nhưng mà cầm cái vô minh mà đi. Đi là cuộc sống mình vận hành đó, gọi là đi đó. Như vậy thì bắt buộc mình phải đi, mình không thể dừng lại được, mà mình phải đi, đi mà không thấy. Chết chưa? Đi mà không thấy, gai nó đâm, hố nó đâm, rồi đó là kẻ thù nó đột kích, rồi phi nhân nó đột kích, dần dần. Rồi mình làm tầm bậy không? Nên á là đau khổ hiện tại và hậu quả nó đau khổ cho ngày mai nếu là vô minh. Còn tà kiến thấy bậy, ví dụ như á con cọp mà thấy thành con thành cái em nâu ở trong chùa, lợi cái đầm cái đứt cánh tay, thấy chưa? Cái đó là thấy bậy đó, tà kiến không an toàn mà mình thấy an toàn. Đâu hỏi mấy ông nào có vợ bé biết liền à? Thấy không? Rồi thấy vợ bé tính đâu quá là con mèo, ai nhà đâu quá thành ra sư tử, nên là làm khi cắn gãy tay gãy cổ hoài. Cho nên á là ông ta mới thấy là tà kiến dữ mà thấy hiền. Còn vợ hiền cũng chết, nói vợ dữ bà chàng, nghe thấy không? Nhầm khi mấy anh tà kiến ghê lắm. Cho nên á là chúng ta bị đau khổ bởi cái đó, nên nhiệm vụ của mình á tu tập muốn hết đau khổ là phải làm sao hết tà kiến và hết vô minh. Mà hết tà kiến và hết vô minh á thì là mình phải khai tâm mở trí mới được, chứ không có cái cách nào mà được hết trơn á. Tại vì nó ngược lại với tà kiến vô minh là khai tâm mở trí. Nên người ta tu tập là cái gốc của vấn đề là khai tâm mở trí. Có những người nói là bây giờ con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được không, hay là con giảng sanh cõi trời được không? Được, nhưng cũng phải khai tâm mở trí ở tại đó. Tại vì gốc vấn đề nó giải quyết là từ trong tâm chứ không phải từ trong cảnh. Giải quyết hết đau khổ là giải quyết ở trong tâm, giải quyết tạm thời đau khổ là giải quyết trong cảnh. Quý vị có hình dung được hai chỗ này không? Bây giờ ví dụ như nhà mình hai chồng cãi lộn quá trời đó, chịu không nổi, ôm gói về nhà mẹ mình, hết khổ, bớt khổ. Đó là giải quyết trong cảnh, là giải quyết tạm thời. Giải quyết đau khổ tạm thời là né cảnh, dời cảnh, chạy cảnh, trốn cảnh, tránh duyên thì giải quyết tạm thời. Còn giải quyết triệt để là phải giải quyết ở trong tâm của mình mới giải quyết được triệt để. Cho nên khi chúng ta về cõi trời hoặc là chúng ta về cõi Phật cũng là giải quyết trong cảnh mà thôi, chứ không phải là giải quyết trong tâm. Mình hiểu này không? Nhưng mà cảnh đó là cảnh dễ giải quyết trong tâm. Ví dụ như về Tây Phương Cực Lạc đi, ở nơi đó có Đức Phật thì gần Phật thì sẽ giải quyết cho mình, dạy cho mình cách để giải quyết trong tâm nhanh hơn. Ví dụ như vậy đó. Hoặc là chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, gặp bạn lành, gặp Bồ Tát, gặp Phật Pháp để chúng ta tu thì giải quyết ở trong tâm nhanh hơn. Còn nếu chúng ta không có kinh, không có thầy lành, không có bạn tốt, không có thiện tri thức để giúp ta tu tập đúng chánh pháp thì giải quyết trong tâm làm sao được, biết đường đâu giải quyết. Do đó ngày xưa ai gặp Phật là rất là may mắn, tại vì Đức Phật dạy trực tiếp cách giải quyết trong tâm liền, giải quyết cái là tà kiến với cái vô minh liền ở trong tâm bằng cái phương pháp Phật gọi là chánh pháp. Chánh pháp là một cái cách làm đúng nhất để đi đến giải quyết vô minh phiền não tà kiến trong tâm của mình. Cho nên ai gặp Phật là may mắn, không gặp Phật xui. Nên mình giờ xui, đâu gặp Phật đâu, chỉ gặp Pháp với Tăng, đâu gặp Phật, đúng không? Mà gặp Pháp không phải là thuần tí của chánh pháp nữa, tam sao thất bổn, nghe không? Ba lần là photocopy là bản gốc bị mất rồi, thất là mất chứ không phải thất là bảy. Chữ thất cũng là bảy nữa, chữ thất là mất. Tam sao thất bổn là ba lần photo thôi, nó bay hết chân màu sắc rồi, nó không còn bản gốc nữa. Cho nên là mình gặp Pháp cũng không thuần tí chầm chầm, nhưng mà mình gặp Tăng, gặp quý thầy thì có duyên, thầy lành bạn tốt á, thì chúng ta sẽ được tốt hơn. Cho nên á bây giờ Phật Pháp Tăng mà chúng ta gặp có hai, thấy xui hơn người xưa hết một rồi đó, thấy không? Người xưa vào thời Đức Phật á thì là chăm chăm, gặp Phật là giải thoát chăm chăm, tại từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên á vào thời của nhà Đường ở Trung Hoa á thì ngài Trần Quyền Trang á, tức là ngài Trần Quyền Tráng, dịch ra tiếng Việt Trần Quyền Trang đó, đi thỉnh kinh mới có cái bộ Tây Du Ký Ngô Thừa Ân vừa phóng tác trên cái chuyến thỉnh kinh đó đó mà viết ra bộ Tây Du Ký đó. Đó là một trong tứ đại kỳ thư Trung Hoa đó. Thì là ngài mới đi qua ở tại đất nước Ấn Độ. Đi qua rồi ngài than câu đứt ruột luôn. Phật tại thế thời ngã trầm lưng.
Nó đắc kim thân á, thì Phật diệt độ. Áo não thai thân đa nghiệp chướng, không kiến Như Lai kim sắc thân đó. Đại loại á, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là hồi Phật á, ở tại thế gian này thì con trầm lưng ở đâu không biết nữa, trên đường sanh tử luân hồi. Nay được cái thân này rồi thì đâu còn thấy Phật đâu. Nên áo não là buồn thay, mình á, nhiều nghiệp chướng, nên không thể gặp Phật, không thể thấy Phật để nghe lời kim khẩu của Phật. Đó là lời than của Ngài Trần Quyền Trang, cũng như là thay lời muốn nói cho tất cả mình ở đây. Đợi giờ đâu có gặp được Phật đâu, cho nên khổ chồng thêm khổ. Nên mà không được gặp được Phật thì chắc chắn là chúng ta chỉ còn có hai con đường thôi. Một là gặp Pháp, hai là gặp Tăng thôi. Gặp Tăng giải trực tiếp, gặp Pháp, Pháp giải gián tiếp. Như vậy thì hoặc là chúng ta gặp Pháp và gặp Tăng luôn mà không có gặp được Phật. Nên thời giờ đó chúng ta chỉ gặp được hai thôi. Tam Bảo gặp được hai chứ không gặp được ba. Ngày xưa đó, hồi thời Chánh Pháp đó, thì gặp được ba. Hồi thời Mạt Pháp gặp được hai. Còn là thời mà Mạt Pháp thật sự luôn là không gặp được cái nào luôn. Như vậy thì thời trong tương lai con cháu mình đó là không gặp được Pháp, không gặp được Tăng luôn. Lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời đó. Cho nên á, là mình bây giờ á, mình tu làm sao để khai tâm mở trí của mình mới là cái gốc của vấn đề. Nên á, mình giải quyết đau khổ là giải quyết nơi chốn, và giải quyết đau khổ, giải quyết trong tâm. Hai cái điều này chúng ta cần phải được giải quyết. Nếu mình đủ mạnh đủ lực á, thì không cần giải quyết nơi chốn. Chúng ta có đủ mạnh đủ lực rồi, nên cần tránh rồi né chỗ nào tu cũng được. Nên có nhiều người á, nói là ở nhà tu được, đâu cần đi chùa. Dạ em yếu em phải đi chùa, tại vì em phải giải quyết nơi chốn. Ở nhà em buồn quá em đi chùa em vui, hiểu không? Rồi á, là ở nhà em buồn quá em đi du lịch em vui, cho nên á, em muốn vui em phải đi du lịch. Còn cái ông kia ông ra tu chỗ nào mà chả được, tu tâm dưỡng tánh mà tu đâu chả được, ngồi chỗ nào tu chả được, phải không? Ở nhà tu cũng được, trong chùa tu cũng được. Dạ anh cao siêu thì anh vậy, còn em á, là liêu siêu em tu khác, thấy không? Em tu dạng liêu siêu, nên á, em tu hai cái giải quyết. Giải quyết thứ nhất, giải quyết nơi chốn là em đổi chỗ, em kiếm chỗ. Nên tại sao mà thầy Thiện Tệ á, làm mấy góc ngoài sau để cho người ta ngồi thiền. Ngồi thiền ngồi giường mình cũng được, chứ mắc gì ngồi cốc. Nhưng ngồi trên giường của mình á, nó không được cái chỗ là mình ngồi như ngồi đóng lửa. Mà mình lợi cốc chỗ này á, làm ngồi trên như đóng vàng. Hai cái nó khác nhau, tức là giải quyết nơi chốn. Giải quyết nơi chốn để bớt khổ, bớt sầu. Nên mình tránh những cái người mà mình không thích á. Mình tránh người ác và tránh người mình không thích, thì mình bớt đau khổ đi. Còn á, là mình cứ gặp người mình không thích và gặp người ác không, mình khổ dữ lắm. Nên phải né, phải tránh chứ, đúng không? Có nhiều người ta nói là thôi cần gì tránh né, mình tu tâm mình thôi. Mình chưa đạt tới trình độ đó. Mình còn đang ở cái vị trí đối cảnh sanh tâm. Còn cái vị nào mà đối cảnh mà tâm bất động á, gọi là đối cảnh vô tâm á, thì vị đó tu chỗ nào cũng được. Trà đình tủ điếm chỗ nào tu cũng được chân á. Đối cảnh vô tâm. Còn mình đối cảnh sanh tâm thì mình hãy tu ở chỗ nào mình có niềm vui, tu ở chỗ nào mà mình được hạnh phúc, tu ở chỗ nào mình được an lạc, thì mình đến đó làm tu. Mình hiểu cho đó không? Mình hiểu là được nha. Như vậy, thứ nhất giải quyết cảnh. Giải quyết cảnh để chi? Để bớt khổ. Ai giải quyết cảnh tốt chừng nào bớt khổ chừng đó, tức là chánh duyên đó. Giải quyết cảnh là chánh duyên đó. Chỗ nào khổ quá bỏ đi chỗ khác. Gặp ai khổ quá trốn. Không, nói thật đó. Gặp ai khổ quá trốn. Cảnh chỗ nào khổ quá né đi chỗ khác. Dọn đồ cuốn gói đi chỗ khác. Cái đó là thầy suối luôn á. Chứ ở khổ quá ở gì, ở nhà khổ quá đi qua ở nhà bạn. Ở nhà bạn khổ quá cuốn độ chùa. Đó là giải quyết cái gì? Giải quyết cho nó nhẹ cái khổ đi, cho vơi nỗi sầu đi, chứ không phải là khóc. Khóc cũng là một hình thức vơi nỗi sầu, nhưng mà khóc riết nó cũng hết nước mắt. Cho nên mình giải quyết cái nơi chốn trước. Cái thứ hai nó giải quyết trong tâm. Giải quyết trong tâm mới là chủ lực. Giải quyết nơi chốn á, là tạm thời. Nhưng mà mình phải giải quyết nơi chốn, tại vì mình còn yếu đối cảnh sanh tâm. Chừng nào đối cảnh vô tâm
mới được. Chừng nào mình đọc cái bài thơ vua Trần Nhân Tông nha: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghe nó sướng gì đâu nha. Đồ ngu, bắt đầu mặt mày đỏ lên trời này, có tâm không? Sân nó nổi lên, nó máu nó trào lên nó mới đỏ mặt chứ phải không? Gọi là tức trào máu họng đó, nó mới đỏ mặt. Như vậy đối cảnh có tâm rồi, vì ông đâu có mạc vấn thiền gì được, nên ông phải trốn cảnh thôi, né cảnh trốn cảnh, nên đó, gọi là tu trốn đó, chánh viên là tu trốn đó. Nên đó, là chỗ nào ác, chỗ nào dữ, chỗ nào không thích, không tới. Mình biết chỗ đó không? Bớt khổ. Chỗ nào nguy hiểm không tới, nó bớt khổ. Vậy thì tránh né trước. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, quý vị giải quyết ở trong tâm của mình. Tu để được khai tâm mở trí. Mà mở trí khai tâm nó phải có môi trường. Bây giờ ví dụ như ha, con cá thì nó sanh ra dưới nước, con chim thì nó sanh ra trên trời, con giun con trùng rồi đó, nó sanh ra trong lòng đất. Như vậy là mỗi loài nó có một cái môi trường để nó sanh ra, để nó tạo ra. Bây giờ trí tuệ mình chưa sanh ra, bắt buộc phải tạo cái môi trường trí tuệ sanh ra. Đúng quý vị, chứ môi trường trí tuệ sanh ra ở đâu? Dạ thưa thầy, ở trong chùa. Dạ thưa thầy, ở trong mấy cái thiền viện. Thưa thầy, ở trong mấy cái cốc mà thầy tiện tệ lập ngoài sau nãy ra thấy cốc đó không? Cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ cho xem tai đó, tôi là nai cho xem gạt đó. Cốc, ngoài sao quá trời cốc nha. Vậy là trí tuệ sanh ra ở cốc? Dạ không phải. Trí tuệ sanh ra ở trong giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh khác nhau. Giới có giới tánh, giới tướng. Giới có giới tánh, giới tướng, có thọ, có giữ, có trì. Nhưng mà giới thanh tịnh không phải chỗ đó. Trí tuệ chỉ sanh ra ở giới thanh tịnh mà thôi. Nhằm khi mình tu mà sao mà càng ngày mình thấy là tối đen, tối mò, tối mờ, tối mịt, tối đuôi, tối ôm. Thì tại vì chúng ta không đạt được giới thanh tịnh. Cho nên đó, trí tuệ nó nhá như là đèn pin mà hết pin vậy đó. Nó nhá mà cà giật hết pin đó. Quý vị có thấy cái đèn pin hết pin nó cà giật không? Đó, mình cũng trí tuệ tới cỡ đó thôi. Còn mà có giới thanh tịnh cái giống như mặt trời chiếu, giống như mặt trăng soi. Cái đó đó, hoặc là đèn pin mà mới sạc. Pin mới sạc 5 cục đầy tràn luôn, 5 cục bắt lên bóng đèn cái trời sáng giới, sáng chói. Như vậy giới thanh tịnh nghĩa là gì? Giới thanh tịnh, giới là gì? Là bất sát, bất ác. Tức là tâm bất sát, tâm bất ác. Giới là gì? Là giới hạn, là hàng rào giữa thiện và ác. Cho nên tại sao mà 12 năm mấy đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo, dạy cho năm em Triều Trần Như, rồi dạy cho Ngài Gia Xá, rồi dài dài người bạn Gia Xá, dài dài dài, không có một giới nào hết. Quý vị học lịch sử Phật coi, không có giới nào chứ, kiếm giới không ra, kiếm giới làm thuốc không ra. Mà tại sao các vị đều đắc quả A-la-hán mà không có giới? Tới năm thứ 13 Ngài là thành đạo nha. Sau đó 13 năm sau Ngài mới chế giới đầu tiên để cho người ta giữ. Nào quý vị, chứ không phải là chế giới là đầu tiên có giới đâu. Nên là những vị tỳ kheo đầu tiên không có giới nào hết á. Mà tại sao ta tu đắc A-la-hán, không có giới tánh, không có giới tướng, nhưng ta có giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là gì? Là trong tâm mình là ngộ được. Trong tâm của mình là ngộ được cái mà bất sát bất ác. Có nghĩa là tâm đầy lòng từ bi, không sát bất kỳ chúng sanh nào, không ác với bất kỳ chúng sanh nào, không làm khổ với bất kỳ chúng sanh nào. Chỉ có thương yêu và giúp đỡ, tha thứ, khoan dung, độ lượng thôi. Không có làm khổ ngoài tướng, không có làm khổ trong tâm với bất kỳ chúng sanh nào. Nên ta có sẵn giới đó rồi, có làm gì tầm bậy đâu mà chế giới làm chi. Tôi không có làm gì bậy chân, tu đắc A-la-hán hết chế làm chi. Trừ khi một người đầu tiên làm sai, mà chính cái điều làm sai đó không đắc quả giải thoát, thì Đức Phật cấm không cho làm sai điều đó.
Nên giáo lý nhà Phật không phải là một nguồn lý thuyết suông mà vị giáo chủ ngồi ở một chỗ mà viết ra, mang tính định tính, mà giáo lý nhà Phật mang tính thực tiễn. Có nghĩa là thực ở trong đời sống này, thực tiễn thế nào thì Đức Phật ra như vậy để mang tính thực tiễn. Cho nên giới thanh tịnh là không có làm bất kỳ khổ tất cả loài chúng sanh nào, từ ở trong đáy lòng trong tâm của mình đó. Nên từ đó là giới thanh tịnh sẵn có những người tu nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì khi tu đắc quả là hán là A2 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ thì vô số đại kiếp nha. Mà là một tiểu kiếp á thì là bằng 10 lĩ thừa 140. Số 10 rồi lĩ thừa 140. Quý vị về ngồi tính giùm thầy ha. Tức là một ba tầng kiếp và 100.000 đại kiếp. Cái đó là một đại kiếp chứ. Một đại kiếp là 10 lĩ thừa 140. Mình ngồi đếm được con số đó được thưởng. Cho nên á là khi mà chúng ta muốn tu tập để khai tâm mở trí đó là mình phải có giới, mà giới đó phải là giới thanh tịnh. Có người giới thanh tịnh dài, có người giới thanh tịnh nhá có một chút hà. Còn nếu mà muốn giữ được giới thanh tịnh ngày nay, ngày xưa vào thời Đức Phật, chỉ cần Đức Phật giải một bài pháp khai thị thôi là người ta được giới thanh tịnh rồi. Ngày nay bắt buộc phải nghe hai thứ mới được giới thanh tịnh. Có nghĩa là pháp khai thị, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là học giới, thọ giới, trì giới, giới thanh tịnh. Khai thị, học giới, thọ giới, trì giới, giới thanh tịnh. Tại khai thị, học giới, trì giới. Học giới nè, thọ giới nè, trì giới nè, giới thanh tịnh. Phải trải qua 5 cái chúng ta mới được giới thanh tịnh. Đầu tiên phải có pháp khai thị. Pháp khai thị nghĩa là gì? Là mình nghe để hiểu đạo tu đó. Chứ bình thường muốn người ta tu đâu dễ gì tu. Mình phải nói với người ta tu. Đời là khổ 100.000 cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Tính ta nhìn lại thiệt. Nhìn kỹ lại thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Nhìn lại một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, mà bạc tài cũng tiêu. Thôi thì giờ mình tu đi. Đó là khai thị. Khai thị là gì? Mở ra cho mình thấy được cái khổ cuộc đời. Đó là phần khổ đế trong kinh Tứ Đế đó, là khai thị cho mình thấy. Chứ không phải mình mù mờ không thấy đâu, thấy vui mà đời này vui quá vui quá. Cho nên là Đức Phật dạy cho chúng ta, khai cho chúng ta thấy. Nên Đức Phật ngài dạy kinh Pháp Hoa, ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cái nhìn về thế gian cũng như Phật đã nhìn, chứ không phải cái nhìn thế gian như chúng sanh nhìn. Nên mình bây giờ là chúng sanh nhìn thế gian là vui lắm, vui dữ lắm, nên cái gì cũng ham, gì cũng thích, chân nhất đi siêu thị vô biết liền, phải không? Vô một cái mà mê ra không nổi luôn, từ sáng tới chiều luôn, mà dính vô siêu thị của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản mấy cái cúp mắt rồi đó, rồi vô chổng ra không nổi, nó mắt ra không nổi, cái mắt mua không nổi chứ, mắt cũng ra không nổi, mắt kẹt ở chỗ đó ra không nổi, mắt quá mua không nổi, nhưng mà mua không nổi cũng ở đó ra không nổi, tại mê quá, nhìn đó, mê quá, cho nên á mình ngồi mình nghiệm si lại. Hôm nay chống đánh nhà ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình, bắt đầu mình giật mình nha. Giật mình à, đôi lúc mà tới 3 giờ khuya mà chống đánh thùng thùng thùng. Bèn. Trời ơi, nghe 3 giờ khuya mà nghe giỡn ốc hết trơn đó. Nhà ta mừng quá giật mình thức gì, bữa nay chống đánh nhà ta. Bà nội, ông nội người ta mất, chứ không phải bà nội, ông nội mình. Nhưng mà cảnh báo một cái điều, hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình. Đó là sự thật. Nên trước sau gì cũng chết, trước sau gì cũng chỉ là khói mây thôi. Cho nên là cuộc đời này không phải là cái mà mình sống, cái thiên mệnh của mình, cuộc sống không phải là mình sống để thở. Thiên mệnh mình cuộc sống không phải là sống để ăn. Thiên mệnh mình là cuộc sống không phải là sống cho hết kiếp. Mà thiên mệnh mình là cuộc sống để tiến hóa.
Con người á, trí tuệ hơn tất cả các loài, phải tiến hóa về mặt nhận thức. Tiến hóa là gì? Tiến hóa của tâm về mặt nhận thức. Tiến hóa của thân á, là học học thuyết tiến hóa của Darwin. À, đó là tiến hóa của thân, từ động vật đơn bào cho tới đa bào, động vật không có xương sống cho tới động vật có xương sống. Con người là do dưỡng người, do giá trị lao động trở nên thành người. Và xin hỏi ông là con người lao động rồi thành con gì? Ông mất rồi, không trả lời được. Nghe chưa? Cho nên nó thôi, để câu hỏi đó đi, hỏi người khác. Cái đó là tiến hóa trên vật chất. Tiến hóa vật chất là những cái tế bào sống á, nó tiến hóa từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Từ đơn bào cho tới đa bào, từ động vật thân mềm không có xương sống tới động vật có xương sống. À, từ cái não được hình thành trên thân, có não nó nằm trên đầu, có hộp sọ, tức là tất cả những cái đó dành, và cái thần kinh đó nó truyền từ cái đường cột sống, đó là động vật cao cấp nhất, đó là người. À, như vậy đó là tiến hóa về mặt thế gian, về mặt tế bào. Còn tiến hóa về mặt tâm linh thì khi mà các loài chúng sanh á, sanh ra không bao giờ mất, chết đi không bao giờ mất, mà nó chỉ chuyển từ loài này sang loài khác, mà nó không phải nằm ở dạng vật chất mà nằm ở dạng tâm linh. Có nghĩa là sau khi các loài chúng sanh hữu tình á, mất đi, thì á, cái thức ấm á, nó lôi tất cả các nghiệp và lôi với tất cả các hạt giống, nó truyền qua ở kiếp sau là mang tới tâm linh. Nên mình tiến hóa của tạo hóa thì tiến hóa ở mặt tâm linh, còn tiến hóa ở thế gian, ở một cảnh giới nào đó thì tiến hóa trên vật chất. À, cho nên nếu mà xã hội tiến hóa thì người ta hoàn thiện về sở hữu, ta hoàn thiện về công cụ lao động, ta hoàn thiện về vui chơi giải trí, ta hoàn thiện về ứng xử văn minh. À, đó là tiến hóa ở tại thế gian. Nhưng mà ở đây là tiến hóa siêu thế gian, có nghĩa là từ cảnh này qua cảnh kia, đó là chọc thủng không gian và thời gian. Chọc thủng không gian là gì? Là cõi sống này sang cõi sống khác. Chọc thủng thời gian là gì? Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai. À, tam thế Phật, mình chọc thủng hai cái đó thì chúng ta tiến hóa trên hai đó, phải tiến hóa bằng tâm linh. Mà tiến hóa tâm linh đó là nằm ở chỗ nhận thức. Ai mà nhận thức tất cả các góc cạnh vấn đề thì người đó tiến hóa. Ai mà nhìn một phía, người đó phiến diện, phải không? Người đó phiến diện là nhìn có một bên à, hoặc là nhìn không thấy. Cho nên đó, khai tâm mở trí, trí tuệ là nhìn thấu suốt tất cả các bên. À, do đó mình tiến hóa về mặt tâm linh là mình giải quyết được vấn đề của tam giới, tức là giải quyết tất vấn đề từ địa ngục cho đến cõi trời phi tưởng tượng xứ, là tiến hóa mặt tâm linh. Mà muốn tiến hóa mặt tâm linh phải giải quyết mặt nhận thức, thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thay đổi hành vi, thay đổi nghiệp, thay đổi nghiệp, thay đổi cảnh giới. À, và thay đổi nhận thức cho đến tuệ ra cảnh giới luôn. Không chứa tuệ nó không có trong cảnh giới, thức nó mới nằm trong cảnh giới, tuệ nó không có cảnh giới, tuệ là siêu cảnh giới, gọi là niết bàn. Còn thức nằm cảnh giới, tùy vào mức độ thức. Thức của thiền, thức của định. Bây giờ ví dụ như á, là cái thức của thiền là người ta sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tứ thiền. Thức của định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tự xứ là thức của định. Cho nên thức của thức, thức của thiền, thức của định, ba loại thức khác nhau. À, thức của thức là bình thường mình á, thấy biết cái gì, biết cái gì, có kinh nghiệm nhiều. Mà thức của thức nó phụ thuộc vào căn và kiến thức. Thức của thức nó phụ thuộc vào căn và kiến thức. Căn lãng mắt, cận thị, loạn thị, diễn thị, cụm đá, cụm nước, mây đen, mây thịt, mắt lão quá, nhìn khác. Trời ơi, cái mặt toàn đường hẻm không á, mà mắt mờ nhìn ra láng con. Hiểu chưa? Còn mà mặt mình láng con, mà lúc đó mắt á, bị bù lạch ăn đó, nhìn cái mình thấy ổ gà. À, thấy không? Ta nhìn cái khác nhau, tức là thức ở thế gian phụ thuộc vào kiến thức và phụ thuộc vào căn. Mà căn với kiến thức đó lại phụ thuộc vào nghiệp của kiếp trước, đó là quả của nghiệp. Ví dụ như mình nghiệp do kiếp trước gì thì nó ra mắt đó. Mắt mà sanh ra mờ 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 là kiếp trước là biết rồi. Liếc người ta, người vô chùa nhìn qua nhìn lại nhiều chuyện, nên bị hai quả báo. Quả báo mắt mờ và quả báo cái miệng súng răng. Nó nhiều chuyện miệng súng răng. Còn nhìn đây nhìn kia nhiều chuyện là mắt mờ, quả báo mắt. À, cho nên ở trên đời này nó công bằng lắm. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. À, mình làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chết lo sai lầm. Cho nên đó, ở trong cái pháp giới này nè, là luật đó là luật của vũ trụ đó. Luật vũ trụ là luật nhân quả, là luật tiến hóa, luật luân hồi sanh tử nhân duyên. Tất cả bộ luật đó, nó dồn ở trong pháp giới này, nó không cần phải có một ai cầm sổ cả, mà tạo hóa cầm cân nẻ mực, đó là luật của tạo hóa. Còn thế gian thì tùy vào nơi, tùy vào đất nước mà có những cái bộ luật nó khác nhau. Cho nên
là mình á, là muốn sanh ra trí tuệ đó, thì là chúng ta hãy học giới thanh tịnh. Mà học giới thanh tịnh á, là mình làm không nổi đâu. Cho nên á, là mình phải á, là học trong ngày, hai ngày, tu ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày. À, cho nên á, là trước hết á, là mình phải được khai thị. Thì tất cả mọi người nghe pháp là nghe khai thị đấy. À, pháp giải chuyên đề là khai thị đó. Pháp chuyên đề là pháp khai thị. Ví dụ như khai thị để chi? Để phát tâm tu. Nên ai phát tâm bồ đề là người đó sau khi biết pháp khai thị. Phát tâm bồ đề á, là phát tâm tu giải thoát, giác ngộ quá. Thấy đây khổ quá, muốn thoát ra ngoài khổ, nên đó gọi là giải thoát. À, thấy mình ràng buộc quá, muốn ra khỏi buộc ràng, cắt dây quan nghiệt, đó là phát tâm bồ đề. À, cho nên á, phát tâm bồ đề là đầu tiên để đi vào cửa Phật. Làm phát tâm bồ đề, mình không phát tâm giống hệt như cái lu mình không mở lấy gì nước rót vào. Cho nên mình phát tâm bồ đề là mình phát tâm tu á. Mà muốn phát tâm tu phải sau khi nghe pháp khai thị. Nghe pháp khai thị mà thấm chừng nào người ta phát tâm tu mãnh liệt chừng đó. Mà pháp khai thị mà chúng ta không được biết á, người đó không phát tâm tu. Nên người mà tu tập muốn khai tâm mở trí đó, thì đừng có học pháp hành trước mà học pháp khai thị trước. Tại vì pháp khai thị mới dẫn tới pháp hành. Còn pháp hành là kỹ thuật để xử lý thôi. Thì người đó không đủ cái nghị lực để làm cái điều đó. Bây giờ ví dụ nha, ngồi hít vô, rồi biết hít vô, thở ra, rồi biết thở ra, hít vô dài, rồi biết hít vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài, o, ngủ. Là đạt tới ngủ thiền. Cái đó là cách xử lý để thiền quán hoặc là thiền định. Ví dụ chúng ta dùng hơi thở, à, là ông ta dùng thiền quán trên hơi thở, hay là dùng anamanasati tức là thiền định trên hơi thở. À, nhưng mà mình không có cái tâm tu, mình vô cái đạo tràng tu, hít thở niệm Phật, hít thở hành thiền đó, trì chú nanh tra đó, mà mình không có tâm tu. Tại có phát tâm tu đâu. Thấy đời vui quá mà người ta đâu có phát tâm tu. Nói thật á, cái người á là phát tâm tu á, thì á, một là họ thấy đời khổ, hay là họ thấy đời mất tự do. Ở đây chúng ta không nói tới pháp luật của nhà nước, mà người ta đang nói pháp luật của tạo hóa. Nó ràng buộc mình ở trong tam giới á, cho nên á, thấy mất tự do ở trong tam giới và thấy khổ khi sinh ra. Người ta thấy hai cái này người ta mới phát tâm tu. Nên á, mình á, mà muốn phát triển lòng từ bi của mình á, là mình thấy hai cái khổ này của chúng sanh. Cái khổ thứ nhất á, là cái khổ á, bị ràng buộc ở trong tam giới. Khổ thứ hai là khổ của nơi chốn, tức là mình sanh ra làm người thì khổ gì, khổ già, khổ bệnh, khổ chết á, khổ gì đó tùm lum cái khổ. À, còn á, hành khổ hoại khổ, khổ khổ. Còn đi trong tam giới á, là khổ xà quần. Xà quần lộn tới lộn lui, lộn xuôi lộn ngược hoài không ra khỏi. À, bởi các cái dây kiết sử, à, và các cái chiền cái che mờ tâm. Cho nên á, mình thấy khổ, mình thấy ràng buộc, cho nên muốn giải phóng ra khỏi ràng buộc và muốn cắt đứt tất cả đau khổ đó. Cái này nó có dây liên quan. Do đó mình mới phát tâm tu. Lúc đó mới phát tâm quy y nha. Lúc đó mới quy y thật lòng đó. Chứ đừng có đem cái danh sách quy y người đại diện lại chùa An Lạc quy y. Dạ hôm nay thưa thầy con quy y 100 người. Ê sao không thấy ai chứ? Có mình con đại diện đi làm chứ thầy ơi. Rồi xong đó. Hiểu không? Hỏi được không thầy? Dạ được. Cho cái phái quy y thì được. Nhưng mà người đó không có đạt trên pháp quy y, mà đạt được phái quy y. Phái quy y với pháp quy y khác. Phái quy y là tấm giấy, pháp quy y là trong tâm. Người nào đạt được pháp quy y mới gieo duyên lành với nhà Phật, qua kiếp sau mới gặp Phật pháp. Người nào đạt cái phái quy y thì người đó về trang điểm cho vui thôi. Do đó mà con cháu quy y, mình kêu lại quy y nhưng phải giải thích cho nó, tức là pháp khai thị đầu tiên mới pháp quy y sau. Chứ đừng có bao giờ quy y trước mà khai thị sau. Mà khai thị trước quy y sau thì mới đúng mà cái bài, tức là mới đúng yếu chỉ của vấn đề. Cho nên cái người mà thâm nhập Phật đạo rồi, người ta muốn quy y nhà Phật, người ta muốn vào trong cửa Phật. Nên người ta mới phát tâm bồ đề. Từ phát tâm bồ đề đó, người ta mới phát tâm thực hành pháp và phát tâm giữ giới. Tại thực hành pháp mà thành công thì phải trên nền của giới. Nên chúng ta phải phát tâm học giới. Học giới là cái gì? Học giới là mình hiểu giới là cái gì đó. Giới là giới hạn, giới là bất sát, bất ác. Giới là môi trường để sanh ra tất cả các hạnh lành, môi trường sanh ra trí tuệ. Nó trí tuệ sanh ra trong giới, không có giới không có trí tuệ. Nó căng chưa? Chứ không phải là niệm Phật là có trí tuệ, không phải là ngồi hít thở là có trí tuệ, không phải là trì chú có trí tuệ, mà đúng pháp rồi cũng phải nằm ở trên giới. Cho nên á,
là Đức Phật ngày xưa thường nói câu á, là sống trong pháp và luật này. Luật có nghĩa là giới, pháp là thực hành. Thực hành có hai cái, một pháp khai thị và pháp thực hành. Chúng ta có hai loại pháp nha, pháp khai thị, pháp thực hành, mà nở trên cái nền tảng của giới, yếu chỉ nằm chỗ đó đó. Nên là mình nếu mà không hiểu chỗ đó đó, nên chúng ta tu không tới. Vô đó hành thiền đó mà hành mà ngồi vậy mà nó mỏi chân á, mà nó tê hết, mà trí cũng không có khai. Bữa sau cũng như bữa trước, bữa trước tối mù, bữa sau tối mờ tối mịt, nó y như vậy à. Cho nên mình á học giới. Giới là gì? Là hàng rào ngăn che các tội lỗi, nên nó không còn đau khổ đến với mình. Giới là bất sát bất ác để đi đến tâm thanh tịnh, đi đến giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh nghĩa là gì? Tâm không còn có bất kỳ một cái gì làm khổ cho tất cả chúng sanh nào. Cho nên người được giới thanh tịnh thường thường người ta giữ lòng từ bi sẽ dễ dàng giới thanh tịnh hơn. Ví dụ như mình có lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, vì thấy chúng sanh khổ nên người đó dễ giữ giới thanh tịnh hơn những người khác. Nếu mà chúng ta kèm cái lòng từ bi phía trước, có nghĩa là chúng ta quán từ bi hay là trực tiếp từ bi với tất cả pháp giới chúng sanh, thì mình dễ dàng là giữ giới thanh tịnh hơn. Giữ giới thanh tịnh bắt đầu từ học giới để biết giới là gì. Cái thứ hai là phải thọ giới. Thọ giới mới có ông thầy. Nên có nhiều người là thầy, con đọc cuốn sách năm giới con đọc vừa xong cái con giữ luôn được không thầy? Không. Hỏi tại sao không? Ông có đầu giữ. Hỏi sao tại con không có? Ông đâu có thọ đâu mà có. Mà không thọ thì đâu có. Thọ tức là nhận lãnh. Có trong tay mới giữ, chứ ông không có gì trong tay ông giữ cái gì. Nên có nhiều người là giờ con đọc 5-8 giới Bồ Tát, đọc 250 giới tỳ kheo con giữ luôn được không thầy? Là ông không thể giữ được. Tại sao? Tại vì ông không có giới lấy gì giữ. Bây giờ tôi kêu ông giữ vàng là con đâu có vàng đâu giữ. Vì không có vàng giữ gì, ông giữ giới, ông không có giới, ông lấy gì ông giữ. Vì chữ thọ giới có nghĩa là đắc giới là được giới. Được giới mới giữ được giới, còn không được giới không giữ được giới, bắt buộc phải thọ giới. Là chỗ đó đó. Nên có giới thọ rồi xả được, có giới thọ rồi xả không được. Giới nào thọ rồi xả không được? Thứ nhất giới Bồ Tát, thứ hai ngũ giới thọ rồi xả không được. Còn các giới tướng khác, giới tỳ kheo ni, thức somana, giới sa di xả được. Còn ngũ giới thọ dính, giới Bồ Tát thọ dính. Ở đây thọ ngũ giới rồi? Giơ tay lên. Ai có thọ ngũ giới rồi á, tức là tam quy ngũ giới á, thọ hết chưa? Thọ hết rồi ha, dính hết, không có được xả. Nên bữa đó có chú Phật tử là thầy, con lỡ dướng giới thứ ba cho con xả thầy. Là giới ngũ giới thọ dính không có xả, chỉ có sám hối thôi chứ không có được quyền xả. Giới Bồ Tát vậy đó, chỉ có sám hối chứ không được quyền xả. Quý vị nói chưa? Nên mỗi khi ai mà thọ giới là dính giới. Nhưng mà quý vị đừng có sợ, mình thọ năm giới là nhằm khi mình dính năm giới rồi mà mình phạm có một hai thôi, còn không thọ phạm hết. Phạm giới với phạm tội nó tương đương về mặt quả báo. Phạm giới với phạm tội tương đương mặt quả báo. Như vậy thì cái người mà phạm giới đó là sẽ phạm tội ít hơn. Là tại sao? Tại vì bây giờ ví dụ như bình thường mình không thọ giới, mình sát sanh ngày 10 con cá. Thọ giới rồi không dám sát sanh tới cỡ đó, sát ít hơn, vậy thì mình phạm giới phải không? Nhưng mà về tội có 2 con à, mà kia tội tới 10 con. Do đó cái độ tội của người không thọ giới nó sẽ độ tội nhiều hơn. Mà ở trên luật của nhân quả nghiệp báo trên vũ trụ đó, nó căn cứ vào độ tội để đọa. Mà giới á, thì nó quy đổi ra tội. Ví dụ mình phạm giới quy đổi bằng tội, phạm tội nó là tội. Chứ không phải là phạm giới là vũ trụ này sẽ căn cứ vào giới, mà vũ trụ căn cứ vào tội. Ví dụ mình phạm giới đó được tội nhiêu? Tội 10. Phạm tội đó nhiêu? 20. Vậy thì cái tội 20 đó lớn hơn tội 10. Mình phạm giới này tội 10, phạm tội có 20. Quý vị hiểu không? Tức là ở vũ trụ này là thiện ác, chứ nó không phải nằm ở trong giới. Mà ở giới thì sẽ quy định thiện, quy đổi từ giới ra thiện, từ giới ra ác. Nó sẽ quy đổi từ cái nhân quả nghiệp báo nó quy đổi. Cho nên tội, phạm tội với phạm giới nó khác nhau. Nhưng mà phạm giới dĩ nhiên phạm tội, mà nó sẽ quy đổi ra tội tới cỡ nào. Còn phạm tội nó là tội.
Cho nên người phạm giới cũng là tội, mà người phạm tội cũng là tội, nhưng mà luật của vũ trụ thì nó đọ siêu theo tội và phước, chứ nó không phải theo giới. Mình hiểu đó không? Giới nó thuộc về tôn giáo mình thôi, nhưng mà tôn giáo khác nó đâu có giới đó. À, như vậy tôn giáo khác lại không bị đọa. Tất cả đều quy bằng tội phước hết. Ở trên vũ trụ này quy bằng tội phước hết. Cho nên đó là mình phải thọ giới. À, thọ giới đắc giới rồi mình phát tâm giữ giới. Nhà phát tâm giữ giới rồi mình hiểu được nó, ở cái giới học rồi, lúc đó tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, là mình không có gàn ép gì để giữ giới, mà tự tâm mình nó đã giữ. Tự tâm mình nó giữ là giữ giới thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta phát tâm giữ là giới tướng, còn tự tâm giữ là giới thanh tịnh. Tự tâm giữ là không ai bắt gì hết, nó cũng có đó nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta học thọ rồi chúng ta mới hiểu, vì tâm mình hiểu nó tự giữ là giới thanh tịnh. Về nghiệm suy lại, thầy nói vậy thôi, về nghiệm suy lại từ từ từ. Nên mỗi khi á, hôm qua mình làm tầm bậy, nhưng mà bữa nay mình tu được giới thanh tịnh không? Được, nếu chúng ta phát tâm ta thọ. Ví dụ như hôm qua mình lỡ làm tầm bậy, bữa nay mình vô đạo tràng mình tu 10 ngày thì ông thầy sẽ truyền giới cho mình, giới tướng, rồi mình nó phát tâm giữ giới thanh tịnh. Có tâm thanh tịnh rồi, mình hành thiền, quán hành thiền định, lập tức vào được cái cảnh giới của thiền. À, như vậy thì có mà giới thanh tịnh rồi thì bắt đầu là chúng ta mới phát tâm là thực hành thiền. Thiền có hai loại, một loại thiền quán, loại thiền định. Thiền quán là gì? Thiền quán là chúng ta đưa tâm đến biết những cái gì diễn ra trên thân và tâm của mình. Mới đầu biết tướng, từ từ là biết tánh. Mới đầu biết tục đế quy ước, từ từ biết chân đế, thì cái đó sẽ tuệ sanh ra. Nhưng mà thông qua biết tục đế sẽ biết được chân đế, thông qua biết được tướng, rồi biết được tánh, biết được bản chất của pháp. Biết được bản chất pháp là trí tuệ sanh, nên gọi là thiền minh sắc tuệ. Ở trong đó thực hành dễ dàng nhất của thiền minh sắc tuệ đó là chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đó câu đó ai cũng biết phải không? Nhưng mà để hiểu nó, tại vì thực hành pháp mà để đắc pháp là phải cho tâm hiểu pháp, chứ không phải là thức hiểu pháp. Cái thức hiểu pháp là học thuộc lòng, còn tâm hiểu pháp là biết được đường đi của cái nó ở trong tâm của mình, nó chỉnh sửa thế nào, thì đó gọi là Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng nó chạy ở trong tâm của mình đó, là thông qua quá trình tư duy của pháp, văn tư tu đó, thông qua cái chữ tư đó, đó thì nó đưa cái pháp của Phật vào trong tâm của mình để mình hiểu. Tâm hiểu với thức hiểu hai cái khác nhau. Thức hiểu là nằm ở kiến thức của thế gian thôi, còn tâm hiểu là con đường đạo nó chạy, pháp nó chạy ở trong tâm của mình là nó chạy như thế nào, đó gọi là tâm hiểu. Ai mà cho tâm hiểu thì người đó mới đắc pháp, còn tâm không hiểu thì người đó không đắc được pháp. Ví dụ như mình tu thiền quán, tu thiền quán là mình dùng cái biết của mình để mình biết những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình mà không cần can thiệp bất kỳ cái gì hết, đó là tự nhiên của pháp. Tu thiền quán là tu các pháp tự nhiên mà mình sôi rọi. Thường thường chúng ta dùng thức để biết những cảnh xung quanh. Bây giờ chúng ta dùng thức để biết được nội cảnh. Nội cảnh là cảnh ở trên thân và tâm của mình. Còn cảnh xung quanh là ngoại cảnh. Biết ngoại cảnh sanh phiền não. Biết nội cảnh là phiền não được dập tắt. Đâu quý vị về thử làm coi. Bắt đầu mình ngồi á, biết nội cảnh là hồi quang phản chiếu. Quay lại về biết chính mình. Nhưng mà cái này làm khó nhất là tại sao? Tại vì con mắt mình sanh ra rọi ở bên ngoài, đèn pin rọi bên ngoài nó quen rồi, lỗ tai đưa ra ngoài nó quen rồi, nên tâm của mình hướng đến ngoại cảnh nó quen rồi. Bây giờ mình quay cái tâm mình vô biết được nội cảnh, có nghĩa là biết được thân thọ tâm pháp mình nó đang diễn ra vậy đó. Chúng ta không làm được là tại vì ở trên đời này người ta có thể bỏ chồng bỏ vợ, bỏ tiền bỏ bạc, nhưng người ta không thể bỏ thói quen. Mà thói quen của mình là thói quen biết ngoại cảnh, là ngóng tâm chạy ra ngoài, nó mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Chạy ngoài quen rồi, bây giờ bắt nó chạy ngược vô trong, nên chạy hồi nó chạy ra ngoài, chạy hồi chạy ra ngoài, nên mình lôi nó vào chạy vô trong, thì dùng cái gì lôi phải không? Đó là như lý tác ý. Cái như lý tác ý có nghĩa là tâm chạy ra ngoài lôi lại vô trong, tâm ngoại ngoại lôi lại trong, đó là như lý tác ý. Nghe từ nhà Phật vậy thôi chứ thực ra nhắc mình tu á. Đó là nhắc mình tu á. Ấy ơi, quán đi, quán thân thọ tâm pháp của mình đi. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, tâm khởi biết tâm khởi, cảm thọ biết cảm thọ. Thọ lạc biết thọ lạc, thọ khổ biết thọ khổ.
Tâm khởi biết tâm khởi, tâm sân biết tâm sân, tâm tham biết tâm tham, tâm lớn biết tâm lớn, tâm nhỏ dần biết tâm nhỏ dần, nó còn biết còn, nó mất biết mất. Cái đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, nó quay lại mình. Như vậy phải có như lý tác ý thì thiền quán mới thành công, mà thiền quán phải nằm trên nền tảng của giới thanh tịnh. Thì lúc nào mà tâm mình mà đạt giới thanh tịnh á, quán nó sáng ngời ngời. Bữa nào mà không có giới thanh tịnh, nó quán nó đen mù mù, quán không được. À, cho nên á, thiền quán về lý thuyết á, thì chỗ nào quán cũng được. Nhưng mà về đắc của thiền quán á, thì phải đạt được giới thanh tịnh. Mà cái giới thanh tịnh á, nó lại phụ thuộc vào cảnh. Nếu mà chúng ta cái cảnh mà làm loạn tâm, tại vì cảnh nhiều chừng nào tâm loạn chừng đó, thì nó không thể được giới thanh tịnh. Nó ngặt vậy đó. Tại vì tâm ác nó khởi là nó có ác rồi, nên nó không thể là bất ác bất sát được. Nó không thể là bất ác được. Bất ác bên ngoài á, thì không làm khổ người ta. Bất ác trong tâm không có tham sân si. Như vậy là bất ác trong tâm là không có tham sân si. Mà cảnh nó sanh tâm, vì cảnh sanh tâm tham là cảnh mình thích. Cảnh tâm tham sân á, là cảnh mình nghịch ý nghịch lòng. Cho nên á, người ta phải độc cư thiền định mới đạt được giới thanh tịnh đó. Chứ không phải là bình thường đây được giới thanh tịnh đâu. Tại vì cảnh nó sanh tâm, nên cảnh sanh tâm ác, tham sân si là tâm ác rồi, nên không được giữ được giới thanh tịnh. Chỉ được giữ được giới tướng thôi, bên ngoài mình không phạm thôi, là giữ được giới tướng thôi. Giữ được giới thanh tịnh, tịnh á, là tâm phải lặng tham sân si. Mà lặng tham là không có đối diện cái mình thích. Lặng sân là không có đối diện với cái mình nghịch ý nghịch lòng, gọi là tịnh tướng và đối ngại tướng á, trong kinh á. Thì không có đối tượng đó. Mà không đối tượng đó là chúng ta phải phát tâm ở mình để mà tu. Tại vì có hai mình giống hình hai chiếc vòng á, khua lỗng cổng. Còn ở mình á, nó lặng yên. Nên á, là tu thiền tiếng động là kẻ thù của thiền. Cho nên mình ở mình nó không có động, tâm không động, cảnh không có động. Cho nên á, người nào muốn tu để đắc pháp này thì người đó cũng phải học ở một mình, gọi là độc cư thiền định từ trong kinh đó. Nên không phải là tự nhiên ta lên núi người ta tu đâu, tự nhiên ta vô cốc tự tu đâu, tự nhiên vô phòng đóng cửa là nhập thất tu đâu. Không có tự nhiên, mà đó là cái tự nhiên để hành pháp. Chứ không phải là tự nhiên ta vô đó tu, nó buồn buồn vô đó tu. Nhưng mà tâm mình móng ra ngoài, ở mình sẽ bị stress trầm cảm. Tâm mình ngóng ra ngoài á, ở mình bị stress trầm cảm. Mà tâm mình quay ngược vô trong thời gian rồi, thì mình ở mình mới thấy an vui. Nó ngặt lắm. Mình á, là phải xem phim, mình phải nói chuyện, mình phải chia sẻ, phải nhắn tin, phải chat, phải chiếc Facebook gì, Zalo, TikTok, quá trời quá đất. Còn bây giờ vô dẹp hết, một ngày một đêm hoặc là 7 ngày 7 đêm dẹp hết, cắt hết, không có điện thoại, không có gì hết, mình với mình thôi. Lúc đó người ta mới đạt được giới thanh tịnh, mà người ta tu thiền quán tứ niệm xứ hoặc là thiền định samatha. Thiền định samatha, thiền quán là gì? Thiền quán giống hệt như mình gom cái cây cỏ lại nắm. Thiền định chứ gom cây cỏ lại nắm, thiền quán là cắt cây cỏ. Nên thiền quán là tuệ, tuệ nó phải cắt hết tất cả phiền não. Nhưng mà thiền định nó làm chủ cái tâm mình, làm chủ tâm mình mới có thể cắt được, và không làm chủ không cắt được. Cho nên đó, cái người mà muốn cắt tâm dễ dàng là từ thiền định. Sai khiến tâm dễ dàng là từ thiền định. Cho nên đó, thiền định hay dữ lắm, nhưng mà không phải ai làm cũng được. Thiền quán chỗ nào quán cũng được, thiền định phải có thời gian và có chỗ. Thiền định nó có thời gian và có chỗ. Mà đắc được pháp thiền định thì bắt buộc cũng phải trên nền của giới thanh tịnh. Nó căng là căng chỗ đó đó. Nên đó, mình nói tu thì dễ, tu gieo duyên đồ dễ, tu kiếm phước đồ dễ, mà tu giải thoát thì không có dễ đâu. Nên đó, tu thiền định bắt buộc phải có thời gian, phải có ngày rảnh, bắt buộc phải có cái nơi chốn, là phải có không gian tu tập, là tu thiền định. Phải có hai cái đó rồi mình mới phát tâm thọ giới giữ giới, rồi lúc đó chúng ta hành pháp mới đắc pháp thiền định. Chứ không phải ngồi chéo chân hít vào thở ra vào, nhập vào sơ thiền. Nên nó hàng ngày thầy nghe, thầy ơi thầy con vào tam thiền qua tứ thiền làm sao thầy? Mô Phật. Có người là con đang tứ thiền bây giờ qua không vô biên xứ làm sao thầy? Trời ơi, cho Phật tử mình giờ tu dữ dằn quá. Tứ thiền tam thiền không, mà ngày nào thầy cũng nghe nhắn tin với ngày nào cũng điện thoại, còn tam thiền tứ thiền không à. Mình nghe thôi cũng mừng cho Phật tử, nghe chưa? Thôi người ta cũng có tu đi rồi. Nhưng mà thầy mới trả lời là hồi xưa nay á, lật trong từ điển thầy nghe cái từ ngộ nhận mà thầy không hiểu, nói bây giờ thầy mới hiểu nè. Hồi xưa nay á, người ta nói từ ngộ nhận, trên đời này có tồn tại từ ngộ nhận, thầy không có hiểu. Sau khi nghe những cuộc điện thoại đó rồi thầy mới biết ngộ nhận là cái gì. Nó khổ lắm. Có nhiều người á,
là giờ á là con đắc tam quả rồi, làm cách nào đắc tứ quả, trời ơi mình mới hiểu hơn cái từ ngộ nhận chút nữa. Nên ở trên đời này cũng không phải là dễ dàng đâu, nhưng mà người đó thôi, những người ta cũng có tu thì mình cũng là khuyến khích cho người ta tu. Chứ là quý vị muốn tu mà đạt được thiền định, mà đạt được thiền định đó quý vị, đạt được thiền, đạt được thiền định, đạt được từ bi hỷ xả nha, đó là những loại tâm đại thiện. Quý vị biết không, mình là có hai loại tâm, một loại tâm đại ác, một loại tâm đại thiện. Nếu mà người nào có tâm đại ác hoặc tâm đại thiện thì vừa chết đi, tâm đại ác, tâm đại thiện trở thành tâm tử, dẫn đi sanh tử liền tại chỗ, không có tồn tại ở trong thế gian nữa. Cho nên người nào vào được thiền định là chính thiền định dẫn đi cảnh giới. Người nào có từ có bi hỷ xả, chính từ bi hỷ xả dẫn đi cảnh giới. Người nào có phát đại thiện tâm, hộ trì tâm bảo thì chính đại thiện tâm dẫn đi cảnh giới. Người nào mà có đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, chính tâm đó dẫn đi cảnh giới. Đó là tâm đạo, tâm quả đó, dẫn đi cảnh giới. Người nào có tâm đại ác, như là ngũ nghịch đại tội đi, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chị ra mình già, thì chính cái đó sẽ dẫn đi cảnh giới. Vừa chết dẫn đi cảnh giới trong vòng một tích tắc, một là đi liền, biến mất khỏi thế gian liền. Tức là đại ác và đại thiện. Đại thiện sanh cõi trời, đại ác sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la ác. Còn người không có hai lỗi tâm đó, gọi là tu, tu lơ tu mơ, còn ở thế gian không làm ác mấy, sợ này sợ kia, do đó có thiện có ác đấu tranh. Nên nếu thiện ác mà cân bằng nhau, là cận tử cân bằng nhau, thì còn thân chung ấm. Chung ấm tồn tại khi không có đại ác và đại thiện, mà chỉ có thiện ác đang đấu tranh nhau, không có ông nào mạnh hết. Thì lúc đó phải cần hộ niệm, lúc đó cần phải khai thị, cần phải các pháp cúng dường bố thí để bơm thêm thiện cho người ta, để mà thiện thắng ác, kéo co, bổ sung thêm hai lính, ba lính, bốn lính nữa, kéo kia đứt, thấy không? Như vậy thì thiện kéo. Nhưng mà cái hoàn cảnh lúc đó mình đừng có tạo hoàn cảnh ác. Trời ơi, ông già mới mất ở trong này chia của, ông thấy cái một máu, ông chào lên cái một, ông đỏ tuốt dưới luôn. Có nghĩa là ông nổi tâm sân. Cho nên trong những khi đó đó, mình đừng có bơm ác vô. Làm sao cho người ta đừng khởi tâm ác, mà chỉ khởi tâm thiện, để lấy tâm thiện nó đấu tranh tâm ác. Tại vì người này không có tâm đại thiện, không tâm đại ác, thì bắt buộc thiện ác nó phải đấu tranh, nên chung ấm nó tồn tại. Còn thiện ác không có đấu tranh thì không có chung ấm. Hoặc là chung ấm nó chỉ thoáng qua một cái tích tắc rất nhỏ trong sát na thôi, mình không thể nhận biết bằng mắt thường của mình được. Cho nên á, cái người mà ta khôn sâu á, ta thủ tâm đại thiện, người ta phát huy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô đại họ sở xứ, phi tưởng tượng xứ, hoặc là tâm đại thiện là tâm cúng dường tam bảo, hoặc là tâm tôn kính chư Phật, mà nó đạt được tâm đó mới được là đại thiện. Tức là tâm thọ xã hợp trí, tức là tâm thọ xã hợp trí, đó là nhị nhân tâm nhân á, ở trong Ai Từ Đàm nói đó, thì mới được. Còn không coi không được, nên thường hay làm ta dùng thiền định, thường hay làm ta quán từ bi hỷ xã, tức là quán từ bi, để đạt được cái tâm đó, thủ cho chắc ăn, trở thành tâm đại thiện. Còn tu được như tu, chắc chắn sanh cõi người và cõi trời, không đọa vào bốn cái cảnh giới ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la ác, không đọa vào cảnh giới đó. Cho nên á, người khôn sâu á, không phải là kiếm tiền nhiều, mà người khôn sâu là đạt tâm đại thiện nhiều, là người tôn sâu, khôn sâu. Khôn sâu người ta tính kiếp này, kiếp sau nữa. Còn người không tôn, khôn sâu á, tính kiếp này sống cho nó sướng, nên ta tìm tiền, tìm nhà, tìm cửa, nhà lầu, xe hơi, sống hết kiếp này thôi, hiểu chưa? Cái đó là khôn có xíu. Ta khôn dạo dài đây, bắt đầu ta tính kiếp sau rồi, khôn dạo dài đây, tính kiếp sau nữa, nên ta dùng tâm đại thiện ta tính kiếp sau. Còn dùng phước thiện để tính kiếp này, quý vị không? Dùng đại thiện, phước thiện để tính kiếp này, dùng đại thiện để tính kiếp sau. Còn dùng giác ngộ là để giải phóng tất cả các kiếp. Cái đó là thánh, đó là thánh. Bây giờ mình không thánh nên dùng đại thiện. Cho nên lâu lâu dầu bận cỡ nào bận nha, cũng phải tách mình ra khỏi thế gian tu. Tu một ngày, hai ngày gọi là nhập thất đó. Rồi mình học pháp, thiền định, thiền quán, hoặc là thiền chỉ quán, là định quán, tu cùng chung ngày, và dùng những pháp hỗ trợ như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới để hỗ trợ. Dùng những cái pháp thí, tức là dùng phước để che chở. Nên mình phải làm phước để che chở, phước mang tính che chở thôi.
Ví dụ như trên mà có đập xuống phước nó chổi lên, đỡ được cái hai bên da chạm cái rầm có phước, cái lồm còm ngồi dậy không phước nằm luôn. Đó đó là phước đó, nên phước để che chở. Dùng phước á để che chở cho mình, bắt buộc á là phải có phước. Nhưng mà muốn khai tâm mở trí là phải có giới và có pháp hành. Mà pháp hành đó nó phải nằm trên giới, mà là giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh phải tách ra khỏi hết mới đạt được giới thanh tịnh. Còn bằng không chỉ giữ được giới tướng mà thôi. Giới tướng nghĩa là gì? Không phạm thôi. Giữ giới tướng có vàng trời mấy nước rồi, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó là khó vàng trời. Mà giới thanh tịnh mới là đỉnh của giới. Giới thanh tịnh mới nở ra, khai tâm mở trí mới nở ra. Nên người nào mà thọ giới mà đạt được giới thanh tịnh rồi á, tu mà ngày, hai ngày, ba ngày tham thiền nhập định á, ná xá tí là dùng hơi thở, hoặc là ca si ná là dùng quán xanh vàng đỏ trắng hay không, ánh sáng đất nước gió lửa, để mà đạt tới quan tướng, để vào được sơ thiền. Khi năm chi thiền xuất hiện, đó là tầm tướng hỷ lạc định. Rồi dùng pháp minh gá, tức là tâm hộ kiếp, để mà quan sát mấy cái đó. Nói chung là đó là kỹ thuật tu rồi của quý thầy. Ta truyền đạt cho mình cách thức ngồi làm sao, ngồi ở đâu, hít thở làm sao, hoặc là dùng ca si ná, dùng như thế nào. Thì đó là kỹ thuật tu của thiền định. Nhưng mà kỹ thuật để thọ giới và học giới, truyền giới, thì cái đó nó ghép lại luôn. Và nó xuất hiện ở đâu? Nó chỉ xuất hiện ở nơi thanh tịnh. Mà nơi thanh tịnh đó là nơi độc cư. Nên tập sống mình nha. Nên sống mình được thì khỏi làm cô hồn. Còn mà sống mình không được dễ làm cô hồn lắm. Tại vì mình có nhu cầu phải giao tiếp, nhu cầu phải chia sẻ, nhu cầu phải thương yêu. Nhưng mà đến lúc mất, không còn ai thương yêu, không ai chia sẻ nữa, người đó cảm thấy cô đơn cô độc. Chính cái đó là cô hồn, tức là tâm quan niệm của tâm. Nên bây giờ mình ở mình khỏe re, mai mốt điên mình cũng re re khỏe, có sao đâu, có gì thấy không? Cho nên là mình tập một mình, đi một mình, tu một mình, tập một mình. Nói vậy không nghĩa là không có bạn, nhưng tập đó gọi là tự lực khánh sinh đó. Nên trước khi Đức Phật nhập Đức Bàn, Đức Phật dạy là các con hãy tìm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự bước trên đôi chân của mình, là chỗ đó hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là chúng ta làm gì làm cũng phải thủ cho mình. Nếu không ai giúp đỡ hết, một mình cũng có thể giúp mình. Mình hiểu chỗ này là được. Cho nên bữa nay không có thời gian, gần hết giờ rồi, nên là không có thời gian nói nhiều. Chứ thường thường thì đi nước ngoài giảng lần 5 tiếng, 7 tiếng, có nơi giảng 8 tiếng, có chỗ giảng 12 tiếng. Quý vị tin không? Bà già 94 tuổi dám ngồi 6 tiếng hồ mà không đi ra nghe luôn. Đi đạo tràng nước ngoài có nơi giảng 6 tiếng. Tại vì ở nơi đó ít có thầy tới, tới ta mừng quá. Giảng cái 6 tiếng mà khỏi toilet luôn. Có nghĩa là cái tâm của mình, khi mà tâm của mình nó mà chú tâm định vào một cái nơi, tức là định là gì? Định tức là chọn một cảnh thôi, chứ không có lạ gì chứ. Người ta tính đâu mình nhiếp tâm là nheo chân mày ha, không phải. Định có nghĩa là lấy một căn chọn một cảnh. Chúng ta có 5 căn phải không? Bỏ hết 4 căn lấy căn mắt, đó là casina. Casina tức là lấy vàng với nó thôi, nhìn vàng nó thôi, tức là lấy một căn mắt nhìn một màu thôi. Định có nghĩa là gì? Một căn một cảnh. Còn không định là gì? Nhiều căn nhiều cảnh. Ví dụ như mắt nhìn đây, nhìn kia, nhìn nọ, mà nhìn một cảnh là sanh ít nhất là một tâm vào tâm sở. Là hai tâm đó, là ít nhất là sanh ra một tâm sở, nhưng mà nhiều hơn. Mà mình thay đổi liên tục là tâm sanh ra liên tục là phóng vật đó. Còn tai nghe nữa, mũi ngửi nữa, là lưỡi nếm nữa, da xúc chạm nữa. Như vậy là một lúc nó sanh ra rất là nhiều tâm thay thế khác nhau, từ sắc na sai biệt khác nhau. Cho nên đó mình định là mình tập một căn một cảnh. Nếu mà lấy được một căn để xài và lấy được một cảnh để chú tâm vào, đến lúc nào đó chỉ còn một căn một cảnh thôi, lúc đó chúng ta sẽ đạt được tâm định. Nó đơn giản vậy đó. Tại vì cảnh sanh tâm, vậy thì cảnh định sanh tâm định. Đó là tầm tứ hỷ lạc định, là năm cái chi phần của tâm sở sanh ra khi chúng ta đối diện được một cảnh. Mà cảnh đó nằm trong 40 đề mục của Đức Phật dạy. Đề mục tỳ niệm, đề mục ca si ná, đề mục hoàng tịnh rồi đó. Thì chúng ta học để biết 40 cái đề mục đó thì nó sẽ sanh ra tâm định. Tâm định nghĩa là gì đó? Tâm định có nghĩa là trong thời gian đó chúng ta chỉ có một cảnh đó duy nhất, không có cảnh khác, và chỉ có một căn đó, không có căn khác. Xài một căn thôi và xài đúng một cảnh.
Bây giờ chúng ta đâu có xài được căn, vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm, nghe, nhìn, xem tivi thôi, cũng phải lỗ tai, dạng mắt. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta tu Kasina là chỉ dùng con mắt với màu thôi, không có gì khác hết á. Như vậy đó là thiền định đó, nên mình nắm yếu chỉ nó rồi bắt đầu mình tập, tập, tập. Tại vì tập gì? Mình sử dụng 5 căn và tập sử dụng 1 căn. Mình nhìn nhiều cảnh và chỉ nhìn 1 cảnh. Tập 2 đó, tập cảnh và căn. Đó là tập định, thiền định. Thiền định chẳng qua là luyện cảnh và căn thôi. Ai mà luyện thắng là đạt được tâm mình, nó sẽ sanh ra, đối cảnh sẽ sanh tâm. Nên mình đối cảnh với tâm định đó thì Kasina đó sẽ sanh ra được tầm tứ hỷ lạc định. Thì 5 cái đó gọi là 5 chi phần của thiền, đó là sơ thiền. Sơ thiền ly dục ly bất thiền pháp, chứng cho chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, xuất hiện ra tầm tứ hỷ lạc định, 5 chấp hàng dốc thắng 5 ông à, dùng á, là tâm hộ kiếp để mình xem lại cái đó à, thấy xuất hiện ra 5 tâm đó mình biết mình là trạng thái của sơ thiền. Ê, bữa nào có kỹ thuật đi, rồi à, quý thầy à, sẽ à, tìm à, cách để mà mở các khóa tu à, cho quý vị. À, biết đâu một ngày nào đó, một ngày đẹp trời đó ha, mình vô con cốc ngoài sau chùa và mình vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sao? Rồi à, lúc đó là phơi phới. Ai vào được sơ thiền cái gì của trời chắc rồi, đó tâm đại thiện. Chắc luôn, chắc mẻm. Đâu lo nữa đâu, mà về cõi trời là ngon à, cõi này nè thì là mới khổ nè, chứ về cõi trời là vừa đẹp, vừa sang, vừa giàu, vừa phú quý, vừa đủ thứ hết. Về cõi trời muốn biến gì biến đó à. Cõi người này khổ thôi à, thấp hơn cõi người lại càng khổ hơn. Nên à, thôi thời gian hết rồi, nói hoài nói tới sáng luôn à, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã chuyên tâm chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Và cảm ơn ban tổ chức à, tạo điều kiện cho à, quý thầy à, được đến đây này chia sẻ cùng quý vị Phật tử ở à, chùa An Lạc à, Thủ Đức. Chúc quý vị có một ngày tu an lạc và à, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, tu càng ngày càng à, tinh tấn à, và à, chúc cho quý vị á, là biết được con đường đạo cao thượng của Phật và đạt được một phần con đường đạo đó trong kiếp này, để à, ai ai cũng à, hướng tâm đi đến à, giải thoát giác ngộ về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.